Chính bạn có thể mang ung thư dạ dày đến cho con em mình nếu còn cho con ăn 10 món ăn siêu độc này. Toàn những món quái khẩu của con mới nguy hiểm chứ. Trước thực trạng trẻ em bị ung thư dạ dày gia tăng nhanh chóng, Trung Quốc đã tiến hành khảo sát 489 món ăn dành cho trẻ em. 10 món ăn bạn vẫn mua cho con hàng ngày chính là thủ phạm. Thực trạng trẻ em bị ung thư dạ dày có xu hướng tăng nhanh. Thời gian vừa qua, ở Trung Quốc có rất nhiều người bị ung thư. Đặc biệt, độ tuổi bệnh nhân mắc ung thư càng ngày càng có xu hướng trẻ hóa, trong đó có nhiều trẻ em. Theo bác sĩ Tiêu Mai, khoa nội tiêu hóa, phó giám đốc Bệnh viện An Huy Trung Quốc, món ăn vặt không chỉ làm cho trẻ béo phì mà còn là nguyên nhân dẫn đến bệnh dạ dày, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Bà Tiêu Mai cho biết, trong thời gian qua, tỷ lệ phát bệnh dạ dày càng ngày càng cao. Trong 10 người thì có đến 5 người mắc bệnh dạ dày. Những bệnh nhân mà bà tiếp nhận điều trị chỉ mới 10 mấy tuổi trở xuống, thậm chí có bệnh nhân bị ung thư dạ dày khi mới lên 5 tuổi. Bà cho biết, hầu hết trẻ em ở độ tuổi này mắc bệnh dạ dày đều có một điểm chung là không chú trọng ăn bữa chính, thích ăn đồ ăn vặt, đặc biệt là thực phẩm công nghiệp, đồ ăn nhanh. Thực phẩm công nghiệp chứa chất phụ gia, mối nguy hiểm tiềm tàng. Hầu hết trẻ em đều không biết đến sự nguy hại của thực phẩm công nghiệp chế biến thành món ăn vặt. Nhưng đối với người làm cha làm mẹ, buộc phải biết rõ điều này. Đa phần các món ăn vặt đều chứa các chất phụ gia ở mức độ nhiều ít khác nhau. Nếu ăn nhiều trong thời gian dài, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển của trẻ. Vừa qua, trước tình trạng trẻ em bị ung thư ngày càng nhiều, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã tiến hành một cuộc khảo sát với quy mô lớn trên 6 tỉnh, thành phố đối với 489 món thực phẩm dành cho trẻ em. Kết quả điều tra cho thấy, 10 món ăn chứa nhiều chất phụ gia nhất trong bảng xếp hạng thuộc nhóm các món ăn vặt sau đây. Bánh, gồm bánh trứng và bánh sô-cô-la. Trong loại bánh này có chứa các loại dầu hydro hóa, axit béo chuyển hóa, có chứa chất gây nguy hiểm cho hệ thống tim mạch, chất ngọt, chất bảo quản, chất nhũ hóa, chất làm nở bọt, hương vị, màu sắc, chất tạo đặc, chất chống oxy hóa. Có thể coi đây là một món thực phẩm hỗn hợp các chất phụ gia. 2. Mì ăn liền. Một món mì ăn liền có thể có đến 25 loại phụ gia thực phẩm. Phổ biến nhất gồm có sodium, glutamate, màu caramel, axit citric và những phụ gia khác. Nếu trẻ em ăn món này trong thời gian dài, chất axit citric có thể gây giảm canxi trong máu, gây ra bệnh canxi máu thấp. 3. Xúc xích thịt nguội. Phụ gia có trong xúc xích bao gồm sodium nitric, kali sorbeti, trong đó natri nitric có thể tạo ra chất gây ra ung thư. 4. Các loại quả ngâm tẩm sấy khô. Phụ gia trong các món này gồm các axit citric, kali sulfat, natri benzoate. Trong đó, chất sodium benzoate có khả năng phá hủy vitamin B1 và ảnh hưởng đến sự hấp thụ canxi của trẻ em. 5. Thạch. Thạch chứa các thành phần sorbet kali, axit citric và phổ biến nhất là các chất phụ gia. Ăn quá nhiều chất kali sulfate có thể gây ra phản ứng dị ứng và ảnh hưởng đến sự hô hấp canxi của trẻ em. 6. Các món kem. Kem chứa rất nhiều hương vị nhân tạo, chất làm đặc, bột màu và phụ gia tổng hợp khác. Đặc biệt, trong số các loại phụ gia này chính là chất tạo màu nhân tạo. Theo chuẩn mực sản xuất an toàn, các chất phẩm màu hóa học để tạo màu sắc cho kem là chất không được phép sử dụng cho thực phẩm. 7. Bánh quy. Phụ gia có trong bánh quy bao gồm natri pyrosulfic, axit citric, sorbitol. Ăn vào cơ thể một số lượng lớn natri metobisulfic có thể gây tổn hại tế bào và độc tính sinh học. 8. Trà sữa. Món trà sữa phổ biến nhất được trẻ em và thanh thiếu niên rất ưa chuộng, chứa các chất phụ gia bao gồm kali sulfate. Khi ăn quá nhiều món này có thể gây ra rối loạn chuyển hóa canxi dư thừa. 9. Kẹo cao su. Kẹo cao su chứa chất sorbitol, axit citric và các chất phụ gia khác. Ăn quá nhiều chất này vào cơ thể sẽ có thể gây ra bệnh tiêu chảy. 10. Bim bim. Món ăn nhanh hợp khẩu vị này có thể chứa các chất phụ gia bao gồm sodium glutamate, dinatriguanylate. Cả hai chất này đều khuyến cáo không được cho vào thực phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đông đá một củ khoai tây rồi chà lên mặt thế này, nám tàn nhăn bay sạch, da trắng không tì vết, chị em nào cũng mê mẩn. Không quá ngạc nhiên khi nhiều phụ nữ cứ qua độ tuổi 25 là làn da bắt đầu có các dấu hiệu của nám, đốm nâu. Trên da chúng ta chứa các phần tử melanin, các hắc tố này có tác dụng bảo vệ da trước tia tử ngoại. Nhưng nếu tiếp xúc quá lâu với ánh nắng, lượng melanin buộc phải sinh ra nhiều hơn, đồng nghĩa với việc đốm nâu và nám xuất hiện ngày càng nhiều. Thông thường, sau độ tuổi 25, các đốm nâu, tàn nhang sẽ xuất hiện, nhưng nó cũng có thể đến sớm hơn nếu bạn không có chế độ chăm sóc da đúng cách. Ăn uống kém khoa học cộng với môi trường sống nhiều khói bụi, ô nhiễm, không lành mạnh. Sử dụng đá khoai tây theo cách này, bạn có thể loại bỏ nhanh chóng các đốm nâu, vết thâm trên da chỉ sau 3 ngày. Một củ khoai tây, 3 thìa nước cốt chanh hay đá sạch. Cách làm: khoai tây rửa sạch, gọt bỏ vỏ rồi thái thành từng miếng nhỏ. Sau đó bạn cho khoai tây vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Thêm nước cốt chanh vào xay thêm 15 giây nữa cho hỗn hợp nhuyễn ra thành hỗn hợp đồng nhất. Từ từ đổ hỗn hợp vừa có được vào khay đá đã chuẩn bị. Sau đó cho vào ngăn đá để đông lại trong vòng 5 đến 6 giờ. Cách sử dụng: mỗi lần bạn lấy một viên đá và chà nhẹ nhàng lên mặt, massage kỹ ở những vùng da có nhiều đốm nâu, thâm mụn. Cứ chà đi chà lại đến khi nào viên đá tan ra hết thì dừng lại. Massage bằng đá lạnh giúp loại bỏ các hắc tố melanin gây nám, giảm da từ sâu bên trong, đồng thời tăng cường dưỡng chất giúp da trắng hồng, mịn màng hơn. Tinh chất đá lạnh sẽ giúp kích thích tuần hoàn máu, xe khít lỗ chân lông hiệu quả. Mỗi ngày massage một viên, sau 3 ngày bạn sẽ thấy làn da có sự thay đổi bất ngờ. Đốm nâu mờ dần rồi biến mất, trả lại làn da sáng mịn, hồng hào thấy rõ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cụ ông bất ngờ giảm tiểu đêm và thoát u xơ tuyến tiền liệt sau 3 tháng nhờ cây thuốc quý. Ở cái tuổi 60-70 mùa xuân, không ít người vẫn phải lo toan cho cuộc sống, nào là kinh tế gia đình rồi trông nom con cháu. Song với tôi còn có nỗi lo riêng vì mang trong người căn bệnh u xơ tuyến tiền liệt. Chưa hiểu sẽ hệ lụy đến đâu nhưng đã gây ra nhiều phiền toái trong cuộc sống thường ngày. Đó là những lời tâm sự của ông Đỗ Hữu Khắc tại tổ 5, khu 7, phường Việt Hương, thành phố Hạ Long. Ông là cây bút có nhiều năm trong nghề báo chí, đã cộng tác với nhiều tờ báo có tiếng và từng là trưởng ban biên tập tập soạn cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh. Chật vật với bệnh tuổi già. Theo lời tâm sự của ông, 3-4 năm trước, việc đi tiểu tiện của ông có dấu hiệu không bình thường. Thời gian tiểu kéo dài, tần suất đi mỗi ngày nhiều hơn và có triệu chứng tiểu buốt, tiểu rắt. Nước tiểu ra chậm, ngắt quãng và không thành dòng. Tiểu xong vẫn thấy khó chịu vì tiểu không hết. Nhất là về ban đêm, tôi phải dậy 4-5 lần để đi. Ái ngại nhất khi đi xe đường dài và lúc hội hộp, chỉ nửa tiếng đến 1 tiếng là lại buồn. Trong người cảm thấy rất khó chịu và cực kỳ bất tiện. Từ những hiện tượng đấy, ông đi khám thì được biết mình bị u xơ tuyến tiền liệt. Với kích thước đã lên đến 60 g, bác sĩ cho ông uống thuốc và dặn dò nếu không biến chuyển thì phải phẫu thuật. Nghe đến đó mà tôi lạnh cả người. Thời còn trẻ trong vui ngủ, tôi từng phải mũi gấp mảnh đạn, không có thuốc tê. Điều này khiến tôi sợ mãi. Bây giờ già rồi, liệu có chịu được phẫu thuật hay không? Ông trầm tư. Vậy mà nỗi phân vân chưa xong thì nỗi lo đã đến. Đỉnh điểm là khi hiện tượng tiểu rắt, tiểu buốt chỉ giảm rồi lại tái phát sau thời gian uống thuốc tây. Lúc này ông đã xác định tư tưởng khăn gói lên Hà Nội phẫu thuật. Con cái cũng đã chuẩn bị tiền bạc, sắp xếp công việc để chăm bố trong bệnh viện. Hy vọng bất ngờ le lói. Một hôm nghe đài, tình cờ ông được biết nán hoa trắng có tác dụng rất tốt làm bệnh u xơ tuyến tiền liệt. Ông không ngờ loài cây trồng nhiều làm cảnh nửa đất Quảng Ninh này lại cho hàm lượng hóa chất chữa u xơ cao nhất cả nước. Tràn trề hy vọng về cây thuốc quý vườn nhà, ông gọi điện ngay cho tổng đài 1800 1258 xin tư vấn rồi hỏi địa chỉ điểm bán. Ngay sau đó, ông ra hiệu thuốc mua 5 hộp sản phẩm chiết xuất từ nán hoa trắng về dùng thử. Qua đợt uống đầu tiên, theo hướng dẫn, ông cảm nhận có biến chuyển rõ rệt. Tiểu tiện không còn bút và rác, nước tiểu đã thành dòng. Tần suất đi tiểu ngày và đêm giảm dần, sau đó tôi lại mua tiếp để sử dụng. Ông Khắc hồ hởi chia sẻ. Đặc biệt hơn, sau 3 tháng dùng sản phẩm chiết xuất từ cây nắng đều đặn, bệnh u xơ của ông đã chuyển biến ngoài sự mong đợi. Ông tâm sự, bây giờ vì tiểu tiện của tôi đã trở lại bình thường. Tôi ăn ngon, ngủ được vì chẳng còn tiểu đêm. Vừa qua, tôi đi du lịch bằng ô tô xuyên Việt hàng ngàn cây số, nhưng không phải xin dừng xe để giải quyết nỗi buồn. Đợt vừa rồi siêu âm, kích thước tuyến tiền liệt giảm từ 60g về 25g. Con cháu và bà lão mừng lắm, tôi thì vô cùng phấn khởi. Vậy là chưa cần đến giao kế phẫu thuật, kích thước tuyến tiền liệt của ông Khắc đã trở lại bình thường. Ông hồ hởi, ở tuổi 75, được sống vui sống khỏe với vợ con, bạn bè, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi chân thành gửi lời cảm ơn tới tiến sĩ Nguyễn Ba Hòa đã nghiên cứu về cây nán hoa trắng chữa u xơ tuyến tiền liệt. Cây thuốc đã mang lại sức khỏe và niềm vui tuổi già cho tôi và rất nhiều người khác. Để tìm gặp ông và nghe những câu chuyện xung quanh nghề viết lách cũng như hành trình chiến đấu với bệnh u xơ tuyến tiền liệt, có thể đến tìm ông Đỗ Hữu Khắc tại địa chỉ tổ 5, khu 7, phường Việt Hương, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.